C1, giấc mơ mùa màng bội thu. Chắc hẳn ai làm nông cũng mong muốn mùa màng bội thu, cây cối xanh tốt. Vậy thì phân bón lá Alaska sẽ giúp bạn biến giấc mơ đó thành hiện thực. Alaska chứa đầy đủ các chất dinh dưỡng thiết yếu như NTS, P2O5 H, K2O H. Loại phân bón hữu cơ từ rong biển này không chỉ tốt cho cây trồng, mà còn cực kỳ có lợi cho đất nữa. Dù bạn trồng rau xanh, cây ăn quả hay những loại cây có giá trị cao, Alaska đều đáp ứng được nhu cầu. Phân bón này giúp cây phát triển mạnh, dễ khỏe và tăng cường các vi sinh vật có lợi trong đất. Bạn yêu hoa? Alaska sẽ giúp hoa nở nhiều hơn, màu sắc rực rỡ và bền lâu hơn nữa đấy. Cách dùng Alaska rất dễ dàng. Chỉ cần pha 10-30cc Alaska với 8 lít nước trong bình xịt. Xịt 3 lần cho mỗi chu kỳ trồng cây vào những giai đoạn phát triển quan trọng. Nhớ nhé, để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy mua phân bón lá Alaska từ các nhà cung cấp uy tín hoặc trực tuyến tại tatadu.vn. Chúc bạn mùa màng bội thu!